này marble ra lửa luôn nè. Ha. Đúng rồi. Cố gắng đi ra, ra xong đi vô lại. Đúng rồi, ra thẳng luôn vô lại. Để hai bên khi mà mình đi á đừng bị thiếu, không? Wow, xuất sắc, đẹp. Tuyệt vời. Thank you cô. Hello mọi người ha. Học sinh đang có mặt tại lớp Garden Pro ngày 2, 3, 4. Và bây giờ bắt đầu mình đang trong cái phần mà hôm nay thì mình làm marble nha mấy anh chị. Đang thực hành marble rất là đẹp luôn, mọi người làm rất là đẹp. Đó, thực hành xong nè. Lên tay luôn. Đó, khi đến lớp thì mấy anh chị sẽ học được các kỹ thuật về marble nha, freestyle. Thì khi mà trong lúc mà mình học á, mình học xong được cái này á, mình sẽ có những cái sáng tạo rất là hay, tại vì nó có nhiều cái kỹ thuật là mình cần nắm lắm. Đây ha. Đó, ai cũng làm được. Tại vì kỹ thuật của mình vững á thì mình rất là tự tin mình làm luôn. Đó, mấy anh chị thấy nè, đi những cái đường nét marble ha. Mới học thôi. Rất là đẹp luôn. Âm rì marble nha mọi người. Và hôm nay thì lớp của mình ngày thứ hai. Đây, làm xong là mình lên tay luôn nha. Đó, và mình học tới đâu mình thực hành tới đó luôn ha. Yên tâm khi mà mình tham gia lớp học của Christine nha. Tại vì học tới đâu là mình thực hành tới đó. Và bảo đảm của mình chỉ học xong đó là mình sẽ tự tin. Đây, rất là đẹp. Đắp thấy không? Nhìn ra chị rất là xinh nha. Khi mà đắp lên cái cây đó, dưới nó chạy kim tuyến luôn. Đâu rồi, tại vì nó kim quá nó đẹp. Đừng có ngón hả cưng? Một ngón thôi hả? Tập ôm rồi. Wow, rất là hoành tráng, đẹp quá luôn, đẹp lắm luôn nè. Marble nha mọi người, thì lớp của mình hiện tại là ngày thứ hai. Đó, mình sẽ đi từng bàn nha mấy chị. Và hôm nay thì cái gì mình học thì nó đã hiện ra ở trên bàn nè mấy chị ơi. Thì anh chị nào mà chưa tự tin về tay nghề, muốn luyện xếp, luyện bột, design ha, thì mấy chị có thể đăng ký nha. Và lớp của mình thì sẽ mở mỗi tháng tại Garden Pro. Thì tháng 10 tại Garden Pro thì mình cũng có lớp rồi. Cũng có lịch là ngày 14, 15, 16 tháng 10 nha mọi người. Đó, Kiriko ai đắp cũng đẹp nha. Anh chị nào chưa tự tin về cái phần đắp bột thì mấy anh chị có thể đăng ký lớp nha. Móng hả? Ok. Lấy móng cho bé cái. Lấy cái móng mà móng số 4. Lấy móng số 4 cho bé. Quá đẹp. Ôi trời, marble xinh quá. Khi mà mình học qua cái phần marble đó, nó thể hiện cái sự nó sẽ giúp cho mình có những cái sáng tạo, đúng không? Sáng tạo rất là nhiều nha. Rồi, mấy anh chị thấy không? Mình đắp âm rì 2 màu, 3 màu luôn nha mấy anh chị. Marble ha. Rồi, hello thầy Trịnh Trần. Hello mọi người. Đợi chút nha. Cái phông nó bị mờ. Cái phông này nó bị mờ. Tại sao nó bị mờ ta? À, nó bị mờ, sorry mấy anh chị nha. Tại cái phông nó bị mất nét rồi. Chắc hồi nãy là bị mờ lắm luôn đúng không? Ừ. Tại vì nó bị mất cái phần mà zoom ra đó. Zoom ra cho nó rộng nhưng mà không có được. Rồi bây giờ là cô xem zoom cho nó lại nè. Được rồi. Kéo xé ra. Kéo từ từ thôi. Để cho đừng bị nó ấy. Rồi, không sao. Mấy cái đó không sao. Tuyệt vời. Wow, xé rất là đẹp nha mấy chị ơi. Lưới cá. Nè, cầm giùm chị cái, đi vòng vòng cái thôi.
Làm đi, làm đi. Coi cái gì? Mà vũ móng đẹp mới lắm, đẹp chứ nãy cái móng thì ghê vậy, phải tiện đắp thô bộ lên. Muốn xem cho có bột nha. Thì bạn nghe dưới này có bột không? Nó mỏng quá. Bây giờ phải thêm. Đây là móng của bột ha. Tự hào không? Dạ. Tự hào không? Yes. Thank you, thầy. Sơ sơ thôi, bỏ nhiều quá, cover lại bắt kia thôi. Bỏ nhiều lên, nó cũng kia bự lên nha. Ít quá không được. Nó không như là kiểu I'm gonna get you.